What's up? Xin chào 500 anh em. Đã rất lâu rồi mình chưa có review các cái chiếc bàn phím cơ. Thì hôm nay đây mình đã quay trở lại và sẽ review cho anh em một chiếc bàn phím cơ mới. Và đây lại là một chiếc bàn phím cơ dùng switch quang học rất là bền. Ok, bây giờ mình sẽ vào review chi tiết luôn cho anh em nhé. Let's go. Như các anh em thấy ở trên bàn mình thì đây là chiếc bàn phím G2000 sử dụng switch quang học và là cũng là một chiếc bàn phím cơ luôn. Và có rất là nhiều bạn thắc mắc switch quang học thì nó khác gì với lại blue switch bình thường, thì nó vẫn là một chiếc switch vẫn có tiếng click key như là blue thôi. Đây, bấm thử. Nhưng mà nó dùng cơ chế quang học, tức là sẽ không có dùng cơ chế tiếp xúc giữa hai miếng đồng ở trên chân switch nữa, mà là sẽ dùng cái cảm biến quang học đi ngang qua ở phía dưới mặt của cái switch này luôn. Đấy, và nó vẫn có tạo tiếng click key bình thường nhá. Ok, về cái cảm nhận đầu tiên về chiếc bàn phím này thì nó nặng, phải nói là nặng vãi cả cứt luôn ấy. Đấy, mình khi mà mình cầm nó lên thì ui chà, khi mà mình cầm nó lên thì phải nói là nặng dã man. Hai tay của mình nhấc lên còn thấy khó khăn nữa chứ đừng nói là dùng một tay. Và cái độ nặng của em này thì phải tầm lên tới hơn 2 kg, trong khi các bàn phím bình thường thì nó khoảng tầm 1,5 kg đổ lại thôi. Đó, và cho các bạn biết được cái độ nặng của nó rồi. Và cái thứ hai là cái kê tay cực lớn của nó. Đây, những cái con bàn phím mà có kê tay thường là nó sẽ hơi nhỏ một chút. Đây thì nó sẽ rất là khó chịu khi mình để tay lên thì nó sẽ không có kê được hết tay của mình. Nhưng riêng con này thì cái tay của mình nó dài, mình kê lên thì rất là phù hợp luôn, rất là ngon. Đó, mình đánh giá cao ở cái điểm đó là cái kê tay lớn của em này. Và một cái nữa đó là nguyên một cái tấm thép dày trên bề mặt này dẫn từ trên này xuống dưới cái tay luôn, tức là cái tay của nó sẽ là cái tay liền luôn nha các bạn. Một cái tấm thép dày rất là dày luôn đó. Đó chính là vì lý do vì sao mà cái độ nặng của em này nó dã man như vậy. Và về từ cái tấm thép dày đó thì mình sẽ dẫn đến đó là một cái bui khá là chắc chắn đó. Khi mình cầm lên mình bẻ thì nó không có một cái hiện tượng là flex luôn, tức là nó sẽ không có bị uốn cong dù mình dùng rất là nhiều lực, tại vì nó là một cái tấm thép dày mà. Đó, như vậy đó là một cái ưu điểm rất là lớn đến từ chiếc bàn phím này. Và một cái nữa mà khi mình mở hộp ra đập thẳng vào mặt mình đó chính là cái phần keycap. Và cái keycap của ông này dùng phông chữ rất là nhỏ nhắn và cũng là một phông chữ quốc tế. Thì mình rất ưa cái keycap kiểu này, tại vì nó không có mang được kiểu hơi hướng tàu khựa hiện tại. Thì rất là nhiều bàn phím cơ đến từ phím phía tàu thì nó làm kiểu cái keycap rất là to, chữ rất là to, các phím mũi tên cũng rất là to luôn, nhưng riêng em này thì không. Nó vẫn giữ được cái truyền thống keycap khá là đẹp, đó là cái keycap theo kiểu classic, tức là không có màu mè nhiều. Rồi, và có một cái đặc điểm nữa của cái keycap của em này, đó chính là cái keycap này thì nó sẽ được làm bóng bốn bên. Như các bạn thấy thì xung quanh chiếc keycap sẽ được làm bóng lên như thế này. Đó. Còn ở phía bên trên thì nó vẫn làm nhám. Điều này sẽ dẫn tới hiện tượng gì? Đó chính là cái hiện tượng đèn LED. Khi mà đèn LED nó ánh từ dưới lên trên thì nó sẽ phản qua bốn góc của keycap thì nó sẽ ra cho cái đèn LED đẹp hơn, tức là nó tỏa phía dưới chân á, nhìn nó khá là đẹp. Và tất nhiên keycap của em này thì được làm double shot, nhưng mà nó được làm double shot rất là dày. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ được tràn hết ra ngoài quanh viền của chiếc keycap luôn. Đó, đó, tức là nó sẽ tràn ra tận đây luôn. Một số loại keycap mà của bàn phím giá rẻ hiện nay ấy, thì keycap của nó chỉ có làm, tức là làm ở nắp phía trên thôi và dẫn tới cái chân này thôi, chứ không có làm tràn hết viền này. Nhưng mà nếu mình làm tràn hết cái viền này thì keycap của nó sẽ rất là cứng cáp đây, và cho cái độ bấm độ nảy của nó cũng ngon hơn rất là nhiều so với lại những cái keycap mà chỉ làm cái nắp ở phía trên mà thôi. Đó lại là một ưu điểm nữa mình thích từ chiếc bàn phím này. Và chúng ta sẽ đi đến một phần đó là cái dây cáp. Dây cáp của em này thì mình lại thấy đây là một cái nhược điểm đó, một cái chưa được hoàn thiện tốt lắm. Đầu tiên là cái cáp này nó chỉ làm bằng nhựa thôi, không phải là bọc dù. Và nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta một cái cục chống nhiễu ở đây và sử dụng USB và cũng không được mạ vàng luôn. Có lẽ là với cái chi phí giá thành quá là rẻ cho nên nó sẽ không có trang bị những cái như là dây cáp bọc dù hay là đầu mạ vàng vân vân. Tuy nhiên đổi lại thì về phía mặt kim loại phía trên này thì chúng ta sẽ được nhà sản xuất sơn cho một cái lớp sơn tĩnh điện, sẽ giúp cho việc chống giật
tại vì cái miếng kim loại này khá là to và nó sẽ trải đều từ trên xuống dưới luôn, nên sơn một sớ lớp sơn tĩnh điện như vậy thì khá là tốt. Và ở đây chúng ta sẽ vẫn có đèn báo nung lock, slow lock hoặc là cấp lock ở đây đó, ba cái đèn báo khá là cơ bản rồi. Chúng ta sẽ lật sang mặt sau. Rất là nặng, lật cũng thấy cũng khá là khó khăn đấy. Ở phía mặt sau này thì chúng ta sẽ thấy một cái thiết kế cũng khá là đơn giản thôi. Nó sẽ có 4 miếng cao su ở phía đây để nhằm chống trơn trượt. Ngoài ra thì cũng nhà sản xuất còn bonus thì chúng ta còn 3 miếng cao su khá là dày phía dưới này nữa. Thì 3 miếng cao su này chính là của phần đệm tay và nó sẽ giúp cho chiếc bàn phím này bám chắc hơn trên mặt bàn. Mình đảm bảo là nếu như các bạn để mặt kính hay là mặt trơn trượt gì thì nó vẫn không thể di chuyển. Cùng với lại cái độ nặng của em này thì phải nói là cực kỳ chắc chắn luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái lỗ. Hai cái lỗ này không phải là để làm thừa đâu các bạn, mà nó cũng không phải là để làm ốc đâu, mà nó là để thoát nước đấy. Tại vì em này có một khả năng nữa, đó là khả năng chống nước, tí nữa mình sẽ cho các bạn cùng coi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ vẫn sẽ có hai cái lẫy để nâng hạn độ cao của phím. Và cái lẫy này vẫn được làm một lớp cao su ở phía chân đây. Đó là để cho các bạn khi mà các bạn nâng lẫy lên thì cái lớp cao su này vẫn có thể chống trượt để phòng bị cho hai cái cao su này không còn tiếp xúc với lại mặt bàn nữa, thì nó vẫn có thể chống trơn trượt rất là tốt. Đấy. Ở giữa thì chúng ta sẽ vẫn có một cái logo, một cái sticker là nhằm để in các cái thông số của chiếc bàn phím cũng như là in luôn cả cái hướng dẫn sử dụng luôn, nhưng mà tiếc là nó chỉ hoàn toàn là tiếng Tàu mà thôi. Ok, chúng ta sẽ quay lại phía mặt trước. Chiếc bàn phím này đang sử dụng đó là Swiss Quang và đến từ một cái hãng nghe cũng khá là lạ, đó là ET. Thì cái hãng này cũng là một hãng chuyên sản xuất Swiss Quang thôi. Và Swiss Quang này thì vẫn có tiếng clicky như là Blue Swiss. Tuy nhiên thì cái lực bấm của nó sẽ nặng hơn một chút đó. Nhưng bấm cũng khá là thoải mái rồi. Và khi mình bấm thì tiếng clicky phát ra cũng rất là rõ ràng, chứ không hề nghe nhỏ nhỏ như một số các dòng Swiss Quang khác. Tí nữa mình sẽ test hiệu năng cho các bạn cùng coi. Và cái switch quang này thì các bạn cũng có thể hoàn toàn thay nóng nhé. Tuy nhiên thì những cái switch quang này thì nó lại rất là bền. Nó sẽ không bao giờ bị hiện tượng nó bị double click hoặc là bị liệt nút, chỉ có cái hiện tượng nó là bị hư cảm biến mà thôi. Cái này thì các bạn có thể gửi đi bảo hành được. Vì là sử dụng switch quang nên em này được trang bị thêm một khả năng chống nước rất là tuyệt vời. Chống nước là mình có thể ngâm dưới nước luôn nhé. Tuy nhiên thì cái này thì nó chỉ là khuyến cáo phòng trường hợp khi mình đổ nước mà thôi, cho nên là không có nên lấy ra mà test thử nhé, tại vì nếu mà vô nước thì cũng không ai bảo hành cho các bạn hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là phần đèn LED của em này. Đèn LED của em này thì đang hỗ trợ đó là đèn LED rainbow, tức là mỗi hàng một màu. Mình sẽ cùng cắm thử cho các bạn coi. Ok, sau khi mình đã tắt hết đèn trong phòng và cắm chiếc bàn phím vào trong máy tính thì các bạn có thể thấy hệ thống đèn LED của em này. Đó là hệ thống đèn LED rainbow, là mỗi hàng một màu như thế này và nó sẽ là cố định. Nếu mà hệ thống đèn LED RGB thì nó sẽ đổi màu được tất cả các phím. Tuy nhiên thì các cái phím của hệ thống đèn LED rainbow thì nó sẽ hiện duy nhất một màu như thế này mà thôi, không có thay đổi màu sắc được. Đó là sự khác biệt giữa rainbow và RGB. Rồi về cái đèn LED của em này thì mình đánh giá là trung bình thôi, tức là nó sẽ không quá sáng và cũng như là không quá tối, đủ để cho các bạn có thể nhìn thấy trong ban đêm. Đó là như vậy là đã là ok rồi. Để hiệu chỉnh các cái chế độ đèn LED của em này thì chúng ta ấn FN cộng với lại nút qua bên trái hoặc là qua bên phải để thay đổi hệ thống đèn LED. Đó, như các bạn thấy đây thì mình có thể chuyển sang hệ thống đèn LED là bấm phím nào sang phím đó. Hoặc là ấn như thế này thì nó sẽ là bấm phím nào và nó sẽ tắt phím đấy luôn. Đấy. Và mình cũng có thể tăng giảm độ sáng bằng cái FN lên hoặc là FN xuống để giảm độ sáng. Rất là đơn giản. Còn nếu như các bạn muốn chế độ chớp tắt blinking thì ấn FN cộng với lại nút scroll, tức là nút SL ở phía trên này, thì nó sẽ chuyển sang chế độ Breathing. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có chế độ là F1, F2, F3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho các cái dòng game. Đó, và mỗi mod thì nó sẽ có một game nhất định. Tuy nhiên thì nếu như mà các bạn muốn tùy chỉnh game, đó, tức là tùy chỉnh theo cho mình thích, sở thích của mình á, thì mình ấn FN cộng với lại nút Home. Đó, khi mà nhấp FN cũng nút Home thì ở phía trên này sẽ có ba cái đèn nhấp nháy ở đây, thì lúc này đã sẵn sàng cho chúng ta tùy chỉnh được. Chúng ta muốn phím nào sáng thì chúng ta sẽ ấn nút đấy và ấn thêm một lần nữa thì là phím đấy sẽ tắt. Ví dụ như thế này. Rồi sau khi mình đã ưng xong rồi thì mình ấn FN cộng với Home một lần nữa để lưu lại, và nó sẽ lưu vào đâu, và nó sẽ lưu vào FN9 đấy.
Các bạn chỉ cần ấn Fn nút 9 lần nữa là nó sẽ hiện lại các chế độ, các cái nút mà mình đã lưu hồi nãy. Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ sang video về các cái chế độ LED của em này nhé. Như vậy là chúng ta đã đi qua các cái phần chế độ LED của em này. Ngoài ra thì em này còn có một khả năng chống nước rất là tuyệt vời nữa. Thì bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem cái hệ thống chống nước của em này nhé. Thì em này có thể đổ nước vào nhưng mà hoàn toàn là switch không sao hết. Rồi mình đã show cho các anh em xem cái hệ thống chống nước của em này, phải nói là cực kỳ ngon, một cái chức năng mà mình thấy là không thể thiếu được dành cho các anh em game thủ nếu mà hay thích uống nước để nước trên bàn, hoặc là đặc biệt là dành cho game net, tại vì khi mà dùng quán net thì nó sẽ thường là sẽ để nước dành cho khách ở trên bàn luôn và rất dễ gây hư tổn hay là hư hại đến chiếc bàn phím nếu mà lỡ tay đổ nước vào. Đó, thì cái hệ thống chống nước này nó sẽ hạn chế được tối đa cái rủi ro đó như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần cũng không kém quan trọng, đó là cái phần test hiệu năng. Thì mình đã hướng cái mic của mình về phía cái bàn phím rồi. Bây giờ mình sẽ gõ một đoạn văn bản cho các bạn cùng nghe cái tiếng click key của nó nhé. Đó, như các bạn đã thấy là tiếng click key của em này khá là chắc, tuy nhiên thì lại không quá chói tai. Nó đủ để cho các bạn cảm nhận được đây là một blue switch ngon lành. Và các cái nút dài, ví dụ như là nút shift này, đấy, hoặc là nút cut, đấy, các nút enter hay là nút back như thế này, thì mình gõ cảm giác cực kỳ chắc chắn luôn, không hề có lung lay như những là các cái bàn phím giá rẻ khác. Đây là một cái điểm mà mình đánh giá cao đến từ các cái bàn phím cơ giá rẻ, tại vì một số các bàn phím cơ giá rẻ thì nó lại đánh mất đi cái phần cảm giác gõ rất là quan trọng mà người dùng lại ưu tiên cái đó đầu tiên, ngoài LED và cũng như là thiết kế ra. Rồi, vậy là mình đã đi review sơ qua chiếc bàn phím này. Bây giờ mình sẽ tổng hợp lại những ưu điểm mà cũng như là nhược điểm của em này. Mình sẽ nói về ưu điểm trước. Thì ưu điểm của em này sẽ là có một thiết kế khá là to, cái kê tay dày và đủ dài để cho các bạn kê lên rất là thoải mái, phông chữ đẹp không thể chê vào đâu được, và cái đèn LED đủ sáng cũng như là cái switch của nó là switch quang cùng với lại hệ thống chống nước cực kỳ tốt. Đấy là những cái ưu điểm nổi bật của em này. Ngoài ra còn có thêm một ưu điểm nữa là bùi rất là chắc chắn nữa, nếu mà các bạn cầm lên thì các bạn mới biết được là nó chắc chắn như thế nào. Tuy nhiên thì nó vẫn còn tồn tại một số các cái nhược điểm nhỏ, ví dụ như là cái kê tay này, thì kê tay này sẽ là kê tay gắn liền chứ không thể tháo rời ra được. Và hoặc là dây cáp của em này thì cũng là dây cáp nhựa thôi chứ không phải bọc dù chắc chắn như những cái bàn phím cơ khác. Ngoài ra thì về cái độ nặng của nó nữa, mình thấy bàn phím cơ này rất là nặng, nếu như mà anh em nào thường xuyên di chuyển thì có vẻ đây là một cái cục tạ rất là nặng đấy. Và một cái nữa đó là cái đèn LED của nó không thực sự sáng lắm nhưng mà vẫn đủ dùng đấy. Và đó là những ưu điểm và nhược điểm của chiếc bàn phím G2000 này mới về bên shop. Với cái giá thành khoảng tầm 600 ngàn thôi thì các bạn có chứ thấy chiếc bàn phím này đáng tiền hay không và có đáng mua không, thì hãy để lại comment ở phía dưới phía phần bình luận của video nhé. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình có để lại link ở phía dưới phần mô tả nhé. Thì giá của nó sẽ biến động theo từng ngày, được mình không thể biết được cho nên là mình không có để công khai giá trên đây. Thì hiện tại là giá đang khoảng tầm 600 ngàn mà thôi. Vì cho cái phím này là khoảng hơn 2 kg nên là cái phí vận chuyển của em này cũng sẽ cao hơn, nên các bạn lưu ý. Còn nếu như mà các bạn muốn xem thêm các video về review của Boss Gear thì các bạn có thể ấn video ở bên tay trái đây hoặc là video ở bên tay phải,
Ngoài ra các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh của mình đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.